Rồi, xin chào các bạn. Thì chơi tụi mình là chiếc Huawei P9 ha. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tính năng liên quan về cái vấn đề tiết kiệm pin. Thì ngoài hầu như thì các bạn sẽ dùng đến những cái biện pháp, chẳng hạn như là các bạn sẽ tắt 3G, tắt Wi-Fi, giảm độ sáng màn hình, hoặc là các bạn có thể tắt những cái dụng chai ngầm để mà giúp cho cái lượng pin của mình nó sẽ được giải phóng được một phần nào. Tuy nhiên thì còn một cái tính năng hấp dẫn khác mà Huawei trang bị cho chiếc P9 này, đó chính là cái tính năng là giảm độ phân giải màn hình xuống. Thì cái tính năng này các bạn đã từng nghe qua là Samsung đã trang bị cái tính năng hấp dẫn đó trên chiếc Galaxy Note 7 vừa được ra mắt cách đây không lâu. Đó. Thì cái tính năng đó nó có gì hấp dẫn thì mình sẽ quay video cho bạn xem coi là nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái máy lên ha. Thì trong Huawei chiếc P9 nó sẽ có một cái ứng dụng tên là quản lý điện thoại. Nó sẽ kiểm soát toàn bộ tất cả các những cái tính năng trên chiếc máy này trong một cái ứng dụng duy nhất. Thì đây là cái giao diện ha. Tuy nhiên thì những cái tab khác thì mình sẽ nói trong bài viết khác. Còn bây giờ mình sẽ nói về pin thôi. Pin ở đây. Đây là cái giao diện quản lý pin. Chúng ta sẽ có phía trên là một những cái hiển thị phần trăm pin còn lại và những cái thông số khác. Bên dưới chúng ta có chế độ nguồn. Thì chế độ nguồn này thì Huawei P9 có tổng cộng là ba cái nấc là thông minh, hiệu suất và siêu tiết kiệm pin. Thì với mức thông minh là mức mặc định, nó sẽ cho sử dụng máy ở mức cân bằng. Còn hiệu suất thì nó sẽ đẩy cái máy hoạt động mức cao nhất. Và siêu tiết kiệm pin thì nó sẽ chỉ cho các bạn sử dụng những cái tính năng cơ bản như là gọi điện, nhắn tin mà thôi. Tuy nhiên thì mỗi một chế độ thì nó sẽ có những cái mức giờ trung bình mà máy tính ra. Chẳng hạn như là thông minh thì nó sẽ ghi là còn khoảng 6 tiếng 27 phút, còn hiệu suất thì nó sẽ giảm đi là còn 6 tiếng 13 phút, hoặc ngược lại là siêu tiết kiệm pin thì nó sẽ kéo dài được khoảng 9 tiếng. Đó, tùy theo các bạn muốn ha. Rồi, chúng ta thoát ra tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái dòng ghi là bật tiết kiệm pin ROG. Thì đây chính là cái vấn đề mà mình muốn nói đến. Mình tạm thời bỏ qua ha, mình sẽ nói tiếp những cái kia làm lỡ rồi. Chúng ta có dòng ứng dụng được bảo vệ, thì đây là những cái ứng dụng mà sau khi bạn tắt màn hình nó sẽ vẫn chạy ngầm. Đây rất là nhiều, thì các bạn có thể bật tắt đi như thế này đó, tắt đi tắt đi tắt đi thì theo còn muốn, rất là hay, nó rất là tiện lợi. Chúng ta có mức tuần lửa, thì tuần lửa này nó sẽ ghi là những cái ứng dụng nào mà tiêu tốn pin thì các bạn nhiều check vào và nhấn đóng lại là xong. Chúng ta có mức tiêu hao, thì ra những cái nó sẽ phân ra làm hai loại là phần cứng và phần mềm. Thì phần mềm thì đây là những cái ứng dụng mà nãy mình sử dụng ha, nó có ghi cái tựa game để mình mới chơi ở đây. Phần cứng thì nó liên quan tới màn hình, độ sáng đó, chạy ngầm rất là nhiều, được kê rất là chi tiết. Chúng ta có tối ưu thì nó sẽ khám tổng quát cái máy này xem coi là nó sẽ có trục trặc gì liên quan tới vấn đề về gây hao pin đó, nó ghi rất là nhiều ha, nhấn vào thì nó sẽ giải quyết, nó ghi là kéo dài thêm 1 phút, nhiều ghê. Rồi, chúng ta có chi tiết sử dụng nguồn thì cái này bình thường rồi, không nói phần trăm pin hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề về bật tiết kiệm pin ROG. Thì trong đây nó sẽ ghi là giảm độ phân giải màn hình xuống còn HD để tiết kiệm pin gì nữa. Thì hiện tại chiếc P9 được trang bị một cái màn hình là Full HD và nó kích thước là 5,2 inch. Thì khi mà giảm độ HD xuống thì nó sẽ tiết kiệm pin ha. Bây giờ mình sẽ bật lên như thế này. Thì khi bật lên thì nó sẽ thông báo cho bạn biết một cái thông báo là nếu bật tiết kiệm pin ROG thì toàn bộ ứng dụng đang chạy sẽ bị đóng. Mình sẽ nhấn bật. Lúc này thì cái máy nó sẽ bắt đầu giảm độ phân giải xuống. Đó. Rồi, đang bật ha. Và sau đó màn hình nó sẽ tắt đi. Như thế này. Đó. Bây giờ cái việc còn lại là các bạn chạm vân tay, mở khóa, thế là xong. Thì sau khi mình bật cái tính năng mà giảm độ phân giải xuống thì các bạn có thể rất rõ là những cái icon trên cái chiếc máy này nó mờ đi trông thấy rất là rõ luôn. Đó, do mình quay bằng điện thoại nên các bạn sẽ không thể thấy được rõ như là mình nhìn mắt thường. Nên mình sẽ zoom lại các bạn xem thử ha. Đây, những cái icon nó được là bị mờ đi rất là rõ. Đó. Như thế này. Đây. Thậm chí các bạn mở Facebook hoặc là các bạn có thể mở trình duyệt web gì đó chẳng hạn đi thì những cái hình ảnh nó vẫn bị giảm chất lượng xuống, độ phân giải xuống. Như thế này. Rồi hình ảnh ở đây cũng rất là nhiều, nó sẽ bị giảm được phân giải xuống đi. Chẳng hạn như mình nhấn một tấm hình đó, nó sẽ giảm được phân giải xuống. Rồi còn với còn nếu như các bạn mà không muốn sử dụng nữa thì các bạn có thể truy cập lại và các bạn vào pin, khoảng nhấn vào thế là xong. Thì với Huawei thì Huawei chỉ có một nút duy nhất là chuyển qua lại giữa Full HD và HD, trong khi thì với chiếc Note 7 thì Samsung được trang bị tới 3 nấc là tắt, chế độ trung bình và chế độ cao nhất. Thì Samsung Note 7 thì
do được trang bị 1.200 nên nó sẽ có hai cái nấc còn lại là giảm từ 2K xuống mức Full HD và từ 2K xuống HD đó. Trong khi thì cái máy này là do chỉ từ Full HD thôi, cho nên là nó chỉ có một nấc duy nhất là từ Full HD xuống Full HD. Bây giờ mình sẽ thử tắt đi ha, vẫn là một cái thông báo đó, còn tắt rồi nó sẽ tiếp tục giao diện là tắt màn hình và nó sẽ trở lại cái độ giải đúng chuẩn của nó. Là mình sẽ chờ ha, như thế này. Rồi, chạm mã khóa xong, những cái icon bây giờ nó sẽ bắt đầu trở lại bình thường. Đó, rõ lại rồi như thế này, rất là hay ha các bạn ha, một cái tính năng rất là tiện dụng. Rồi thì đó là cái phần mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về việc mà giảm độ phân giảm màn xuống để mà tiết kiệm được pin trên chiếc máy này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.